Isa tên thật là Lee Chae-young, sinh ngày 23 tháng 1 năm 2002 tại Busan, Hàn Quốc. Hiện tại, cô nàng đang là thành viên của nhóm nhạc nữ Stacy thuộc công ty High Up Entertainment. Cô còn đảm nhiệm vị trí lead vocalist của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc này. Isa từng theo học ở H-Enter Academy ở Busan. Cô nàng chính thức gia nhập công ty High Up Entertainment vào tháng 3 năm 2018. Ngoài ra, cô còn là thành viên đầu tiên của nhóm nhạc Stacy gia nhập công ty. Bài hát trình diễn trong buổi audition của Isa là bài Mamado của Bistilot. Isa đã có mong muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn khi còn rất trẻ trong thời thơ ấu và thiếu niên. Lần đầu tiên, cô nàng quyết định đăng ký học tại Học viện H-Enter của Busan khi còn là sinh viên để theo đuổi ước mơ của mình. Sau đó, vào năm 2018, cô đã chọn công ty High Up Entertainment làm công ty quản lý của mình. Isa chính thức trở thành thực tập sinh của công ty để được đào tạo trở thành một thần tượng. Cô nàng đã luyện tập rất chăm chỉ để có thể đạt được ước mơ của mình trong tương lai. Sự chăm chỉ của cô đã được đền đáp khi công ty High Up Entertainment tiết lộ Isa là thành viên thứ tư của nhóm nhạc nữ Stacy vào ngày 12 tháng 10 năm 2020. Nhóm nhạc Stacy chính thức ra mắt trước công chúng vào ngày 12 tháng 11 với đĩa đơn tên Star to a Young Culture. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Isa còn được biết là nữ idol ăn thuần chay bởi dị ứng với quá nhiều thứ. Cô từng mệt mỏi bởi cơ thể luôn phản ứng với mọi thứ cô ăn. Trong chương trình Sunmi Interview mới phát sóng, Isa thành viên nhóm Stacy tiết lộ danh sách thực phẩm khiến cô dị ứng. Danh sách gồm yến mạch, trứng, sữa, sữa chua, phô mát, thịt gà, dứa, đậu phụ, quả sung, ớt hạt, dưa, táo, đào, cherry, mận, lê và dưa Hàn Quốc. Do dễ bị dị ứng với nhiều loại đồ ăn, nữ ca sĩ hướng đến lối sống thuần chay. Các thành viên trong nhóm tiết lộ Isa cũng bị dị ứng với cây cối và hoa. Nhờ đó, nữ ca sĩ gặp khó khăn khi quay MV ở ngoài trời. Sau khi theo dõi chương trình, dư luận bị sốc trước danh sách đồ ăn gây dị ứng, Isa chia sẻ. Netizen bình luận, làm sao cô ấy có thể bị dị ứng với nhiều đồ ăn đến như vậy? Thật khó khăn cho cô ấy, nhưng nó cũng gây khó khăn cho những người cô ấy sống cùng. Tôi hy vọng cô ấy còn thức ăn để ăn. Cô ấy gần như không ăn được trái cây gì. Cô ấy sẽ lấy chất dinh dưỡng từ đâu? Đậu phụ và trứng có trong rất nhiều món ăn Hàn Quốc. Cô ấy hẳn phải rất vất vả để quyết định ăn gì. Isa vô cùng xinh đẹp và tài năng nên nhận được rất nhiều sự quan tâm và săn đón của người hâm mộ, đặc biệt là những thông tin về đời tư và mối quan hệ hẹn hò của cô nàng. Hiện tại, Isa vẫn còn độc thân và muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, cô nàng còn là một người khá kín tiếng nên không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào về mối quan hệ hẹn hò của mình, dù là trong quá khứ cho truyền thông. Cô cũng chưa từng vướng phải bất kỳ tin đồn hẹn hò nào trong suốt cuộc đời của mình. Phong cách âm nhạc mà Isa theo đuổi là phong cách R&B. Phong cách này đã giúp cô nàng trở nên nổi bật hơn mỗi khi cùng nhóm nhạc Stacy xuất hiện trên sân khấu hay các sản phẩm âm nhạc. Điều này cũng giúp cho các sản phẩm âm nhạc của nhóm nhiều màu sắc và nhận được nhiều lời khen, đón nhận của người hâm mộ hơn. Về nhóm Stacy, nhóm nhạc nữ này chính thức debut vào ngày 12 tháng 11 năm 2020 với bài hát đầu tay So Bad trong album Star to a Young Culture. Ngày 8 tháng 8 năm 2020, High Up Entertainment thông báo bộ đôi nhà sản xuất Black Eye sẽ debut một nhóm nhạc nữ tân binh của cuối năm. Vào cùng ngày, thành viên đầu tiên Seon được giới thiệu với công chúng. Ngày tiếp theo, 9 tháng 8, công ty tiếp tục giới thiệu Sunmi và Seon. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2020, công ty mới tiết lộ nhóm sẽ có 6 thành viên và thông báo tên nhóm là Stacy sau 4 ngày sau đó. Stacy hoạt động với châm ngôn là ấp ủ K-Word Healthy để công chúng tin tưởng và yêu quý bằng cách khẳng định một tâm hồn mạnh mẽ và nhân cách tốt đẹp. Stacy là tân binh mới nổi sẽ mở ra một thời đại K-pop mới, với 6 thành viên đều sở hữu ngoại hình nổi bật, giọng hát độc đáo. Nhóm là những người dẫn đầu tạo ra thể loại teen fresh, mang lại cho thế hệ 10X cảm giác mới lạ. Đặc biệt, công ty giới thiệu Stacy là nhóm nhạc nữ All Center All Vocal, bởi lẽ cả 6 thành viên đều sở hữu khả năng thanh nhạc tốt và ngoại hình xuất chúng. Ngày 21 tháng 2 năm 2022, Stacy phát hành mini album thứ 2 Younglove.com và đĩa đơn Run to You. Album lọt vào bảng xếp hạng Gaon Album Chart ở vị trí thứ nhất và trở thành album đầu tiên của nhóm đạt được thành tích này. Run to You đạt vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Gaon Digital Chart. Ngày 19 tháng 7, nhóm trở lại với single thứ 3 We Need Love với bài hát chủ đề Beautiful Monsters. Nhóm giành chiến thắng trên chương trình âm nhạc The Show vào ngày 26 tháng 7. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Stacy chính thức debut ở Nhật Bản với single Poppy. Single gồm ca khúc chủ đề Poppy và ca khúc ASAP phiên bản tiếng Nhật. MV Poppy được phát hành vào ngày 16 tháng 11 năm 2022. Mục tiêu của Stacy đúng như tên gọi của họ là phát triển thành ngôi sao dẫn dắt nền văn hóa trẻ và trở thành tương lai của K-pop. Stacy cũng có kế hoạch thu phục trái tim người hâm mộ bằng nét quyến rũ teen fresh, thể hiện sự tươi mới của các cô gái tuổi teen.